Đây là một dây cũng tương tự giống RPM Blast, nhưng mà nó là dây RPM Team 17. Thì dây RPM Team á, là nó cũng 8 cạnh giống RPM Blast, nhưng mà nó rất là mềm. Nó mềm hơn dây RPM Blast. Thì nếu mà ai đang chơi dây RPM Blast mà đang chấn thương, hoặc là rất thích cái dây đó tại vì nó cứng, nhưng mà bây giờ thấy cái tay mình đang rất là đau, cổ tay hay là cùi chỏ đau, thì có thể đổi và thử dây RPM Team. Nó sẽ mềm hơn rất là nhiều, nó dễ chơi và dễ chịu hơn cho tay. Thì dây này á, là cũng dây 8 cạnh, nó không phải là dây tròn. Thì 8 cạnh nó sẽ bám banh nhiều hơn, nó sẽ cho mình một chút cảm giác là có nhiều spin hơn trên trái banh.